Đúng là cái số vất vả, làm lúc nào cũng chân lấm tay bùn thế này mà không khá lên được. Không biết bao giờ mới có nhà lầu xe hơi đây. Ông trời không thương cho ta tí nào hết, kẻ ăn không hết, người lần không ra ấy mà. Đúng rồi. Ai đấy? Cháu Cuội đây. Là mày hả Cuội? Suýt nữa tao cho mày nguyên cái cuốc vào rồi. Cậu thì lúc nào tính cũng nóng như kem, ít ra phải nhìn trước ngó sau, rồi muốn làm chuyện gì thì làm chứ. Không phải dạy đời cậu mày đâu, mà nay sao không đi chăn bò cho Phú Hảo hay sao mà xuống đây? Tao mà thấy con bò nào mà lánh bánh vào ăn dây khoai nhà tao là tao thiến đấy nhá. Cậu nghĩ thằng Cuội này suốt đời chịu cái cảnh đi ở đợi cho Phú Hảo hay sao? Cậu đã bán Cuội cho lão ta 10 năm rồi, nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ thằng này không chịu thêm phút giây nào nữa đâu, đã thế còn nhắc đến chuyện đau lòng. Thì do mày mồ côi với nhà mình đông miệng ăn, cậu thương mày, cậu gợi mày vào đấy cho mày có cái ăn non ê, còn làm có tiền sau này cưới vợ nữa. Cậu ngày xưa cũng đi ở đợi cho người ta đấy thôi. Gớm, cảm ơn cậu, sướng quá đi. À thôi, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, nhắc đến làm gì nữa. Bây giờ mày đến cậu chơi có chuyện gì không? Không thì lo mà đi về chăn bò cho nhanh đi, kẻo Phú Hào biết lại cho thôi việc đấy. Thời buổi kinh tế khó khăn, thất nghiệp tràn lan, Cuội này bây giờ không còn là Cuội của ngày xưa nữa đâu, mà từ nay hãy gọi Cuội là CEO. CEO hả? Là kẹo hả? Hay là keo? Chả hiểu cái gì hết. Người ta lấm tay bùn như cậu à, sao mà hiểu được cái chứ? CEO là cái chức điều hành cao nhất của một tập đoàn tỷ đô. Mày có bị sao không đấy Cuội? Mày đu dây trên mặt trăng xuống dùm tao cái. Cái chức đó ai phong cho mày thế? Mà doanh nghiệp đó là doanh nghiệp gì thế? Là Phú Hào với con trai cánh tổng đặt cho Cuội đấy. Còn cái tên doanh nghiệp là Dãy Ngân Hà Bún Đậu Dọc Sông Tô Lịch. Ghê không? Kêu không? Chắc là tao chết mất thôi. Nhìn này, nhìn đi, đã tin thằng Cuội này chưa? Mày làm cái gì thế? Tiền đâu ra mà nhiều thế? Mày không được vứt lung tung, để đó cậu nhặt hết nghe chưa? Tiền đâu ra mà nhiều thế? Mày không được vứt lung tung, để đó cậu nhặt hết nghe chưa? Cuội này bây giờ tiền nhiều không kể nhé. Cậu mà thích bao nhiêu, Cuội cho. Bây giờ cậu tin mày rồi, nhưng chừng này đang còn ít, cho cậu thêm ít nữa đi, để cậu mua công đất. Chứ cậu đi làm thuê làm mướn, thuê đất của Phú Hào hoài, rồi nó đè trên đầu trên cổ, ngóc lên không có được. Này, chừng này đủ chưa? Nhắc cậu luôn rồi đấy. Chừng này chắc đủ rồi đấy cháu em. Mà làm cái CEO nào đó nhiều tiền ghê nhở? Mà làm có mệt không? Tháng được bao nhiêu chừng này? Mới chỉ trong quá trình gọi vốn thôi, chưa có đi vào hoạt động, nhưng mà chắc chắn sẽ thắng lớn, trúng lớn. Ôi, cháu yêu của cậu, anh nên làm ra, đã làm rạng danh cho dòng họ của mình rồi. Từ nay đi đâu khỏi có cúi mặt sầm xuống nữa. Chứ sao nhé cậu? Đúng rồi đó cháu yêu, mai mốt có tiền lại cho cậu thêm ít nữa, cho cậu mua đất cho em nhé. Đất đúng không? Cậu không phải lo nhá. Cuội này giờ ngoài có tiền còn có cả đất nữa nhá. Cò bay cứ gọi là gãy cánh. Ở đâu thế cháu? Nhỏ nhá, Cuội có một người yêu tên là chị Nguyễn Vương Hằng. Chị có nguyên cả cái Đại Nam, ngoài ra có hàng ngàn hecta cao su bìa đỏ là cân ký nhá. Ngoài nữa chị còn có một bất động sản mang tên là Đờ Mon. Ôi, chị yêu của em. Thế cơ hả? Mà Đờ Mon là ở đâu? Cậu mày đi bán khoai lang năm nay 50 cái nồi bánh chưng rồi mà không biết chốn đó là chốn nào. Cái đó mà cậu cũng không biết nữa. Đó gọi là công trăng đó cậu. Ngưỡng mộ người yêu của Cuội quá. Thằng này chắc gặp mặt rồi, nhưng không sao, cứ cho mình tiền nhiều là được. Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? Nói gì nói cho to lên mới nghe được. Tối qua vừa đi ba New Phương Đông về, vừa đang lùng bùng hết cả cái lỗ tai. Cháu hiểu ơi, cậu ngưỡng mộ cháu quá. Mới ngày nào còn bé siêu siêu như trái ớt mà bây giờ đã có người yêu rồi. Ai rồi công trai khác tháo than nam đổi thay. Ngày xưa cậu cũng bé tiếu siêu thế này, rồi cậu cũng lớn lên, rồi cậu mới yêu được mợ cháu đấy thôi.